Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2017. Thanh Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ cuốn tư câu đối bằng gỗ gõ đỏ đã được hoàn thiện theo yêu cầu của anh khách hàng, đó là anh Vinh, anh ở Hà Trì, Hà Đông. Ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong cái bộ cuốn tư câu đối bằng gỗ gõ dày 5,5 phân này, hàng VIP này, hàng cửa. Và toàn bộ sản phẩm quý vị đang thấy đây, các cái chữ này là toàn bộ là chữ được dát vàng 4 số 9, dát vàng thật theo yêu cầu của anh. Nó rất chi là trang trọng của anh Yên. Theo yêu cầu của anh là anh muốn đánh màu nó cánh dán cực nhạt, nên là chiều theo yêu cầu của anh là chúng tôi đã hoàn thiện đúng theo yêu cầu của anh. Và sau khi chúng tôi quay xong video clip này, chúng tôi sẽ bọc hàng và để chuyển cho anh Vinh, anh ở Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Quý vị cùng đi vào đường nét chi tiết, chiêm ngưỡng cái sản phẩm của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi sau khi đã hoàn thiện. Chữ toàn bộ là chữ được dát vàng thật luôn, vàng xịn. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Thanh Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Ngoài bộ cuốn thư câu đối của anh Vinh ra thì Thanh Luân chúng tôi còn được khoảng 2 đến 30 bộ cuốn thư các mẫu mã khác, gỗ vụ, gỗ rổi, gỗ mít và gỗ gõ, gỗ cẩm. Đó, rất nhiều các sản phẩm. Và trước khi đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi giới thiệu qua một chút ba chữ ở giữa đây là ba chữ Đức Lưu Quang. Đó, rất là quen thuộc. Và thực sự đây là chúng tôi khi để ở ngoài ánh nắng nó dọi vào này nên là nó chưa thật chữ nắng, nhưng mà khi để vào trong phòng chờ, phòng thờ thì là cái ánh vàng nó thể hiện cái tính đặc trưng rất chi là quý báu. Ba chữ Đức Lưu Quang ở chiếc cuốn thư câu đối và đôi câu đối. Đôi câu đối là cũng là đôi câu đối là long hóa. Đây, quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đường nét là đục chạm toàn bộ thủ công bằng tay, rất chi là tinh xảo và sắc nét. Và hai về câu đối này và chữ cũng được toàn bộ là dát vàng hết. Chữ ở chiếc câu đối phía bên tay phải đây, phía bên tay phải màn hình quý vị đang xem đây là tổ tông công đức thiên niên thịnh, và một bên tay trái là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Nó rất ý nghĩa. Quý vị cùng đi vào đường nét chi tiết. Đường nét đục chạm rất chi là sắc nét, tinh xảo, được làm 100% bằng gỗ gõ đỏ. Dày 5,5 phân, cực kỳ dày và rất nặng, rất đanh gỗ. Và ngoài cái sản phẩm là bộ cuốn thư câu đối này ra thì anh Vinh vẫn còn đặt của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi còn rất nhiều hàng. Nhưng mà tiện đây chúng tôi là chưa quay được bởi vì là chúng tôi đang để ở trong xưởng sản xuất. Thanh Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu. Quý vị cùng chiêm ngưỡng cái đường nét chi tiết, chúng tôi đục chạm là rất tinh vi và sắc sảo. Về cái phần màu thì quý khách có thể yêu cầu Thanh Luân chúng tôi làm màu gì cũng được, chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng về các loại màu. Ví dụ như bộ này chúng tôi làm theo yêu cầu là màu cánh dán cực nhạt của anh Vinh ở Hà Trì, Hà Đông. Toàn bộ đường nét được thủ công. Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.